Xin chào chị Hồng Nhung, sau 14 năm sinh sống tại Mỹ và lần này chị được cấp phép tại Việt Nam, vậy thì cái cảm nhận của chị như thế nào? Nó đến với mình bất ngờ, tại vì Nhung chưa có nghĩ rằng là mình chưa chuẩn bị một cái sự trở về. Nhưng mà nhận được một cái lời mời của toàn những anh chị trong gia đình của mình, như là anh Hoàng Kiều, rồi chị Ngọc Anh, giám đốc sáng tạo, là cũng có lớn lên cùng với Nhung. Bây giờ mọi người ai cũng đã trưởng thành và ai cũng thành công. Và bây giờ anh chị mình mời mình về như là một lời mời gọi của những người anh chị trong gia đình, thì như là trở về đây, trở về với gia đình đi, thì Nhung mới có đủ cái động lực để mà Nhung bước về. Nhiều ý kiến cho rằng sau khi scandal thì chị đã tạm lánh sang bên Mỹ, vậy như thế có phải là bởi vì là mình lo sợ cái áp lực của dư luận hay không? Thực ra thì nói là những cái áp lực nhất là Nhung đã phải trải qua trước đó rồi. Còn thời gian mà Nhung sang Mỹ là thời gian mà Nhung đang thành công ở tại Việt Nam và đang được rất nhiều sự ưu ái của khán giả dành cho mình. Chính vì thế cho nên là cái sự mà Nhung được mời sang Mỹ cũng là vì cái sự thành công của mình ở Việt Nam, mà bên Mỹ muốn gặp người ca sĩ giống như Nhung để biết là ở ngoài thì Nhung hát như thế nào. Sau những biến cố như vậy thì là chị đã làm gì để vượt qua? Thực ra là cái scandal là cái sóng gió lớn nhất trong cuộc đời của Nhung. Còn sự chia tay với bố của bé Skyler thì Nhung nghĩ rằng có thể là một cái điều Nhung nghĩ, bởi vì mình đã trải qua nhiều những cái vất vả để đến được với cuộc hôn nhân đó. Rồi sau cái cuộc hôn nhân đó, khi mà nó không thành được như mình mong muốn, thì cái điều đó nó đã trải qua quá nhiều những cái bước đường gian nan rồi, cho nên mình tiếp nhận nó một cách rất nhẹ nhàng. Sau khi tìm được cái chỗ đứng của mình trong xã hội thì chị cảm nhận thấy là như thế nào? Hạnh phúc. Thật sự là Nhung cảm thấy ở đời này, tuy bên cạnh những cái điều không may mắn đến với mình, nhưng mà trong cái rủi nó vẫn có những cái may. Và những cái may đó chính là những cái tình cảm của khán giả dành cho mình. Và đó là một trong những động lực chính để Nhung có thể tồn tại được với nghề cho đến ngày hôm nay. Sau nhiều biến cố như thế thì được biết là hiện nay chị Nhung đang có một cuộc sống rất là tốt với lại doanh nhân Minh Quân. Chị có thể chia sẻ thêm về điều này? Tương lai thì Nhung chưa dám nói trước, nhưng mà Nhung cảm thấy hài lòng với cuộc hôn nhân này. Vì Nhung cảm thấy cũng lại thêm một điều may mắn nữa, bên cạnh những người khán giả thì mình có một người đàn ông là một cái người bên Mỹ người ta gọi là partner, có nghĩa là một người chia sẻ với mình tất cả mọi thứ ở trong một đời sống. Thì thực sự là anh Quân là một người có thể chia sẻ tất cả mọi thứ trong đời sống, và hai người sống với nhau không phải giấu giếm và cũng như là phải suy nghĩ một cái suy nghĩ nào khác, có bất kỳ một điều gì cũng có thể đem ra chia sẻ được, từ những khó khăn của con cái cho đến những cái đời sống trong gia đình và kể cả về kinh tế nói chung. Vậy thì chị Nhung có muốn chia sẻ một điều gì đó cho các chị em phụ nữ không? Nhung chỉ có một lời khuyên với tất cả chị em phụ nữ là chúng ta hãy lựa chọn và hãy tỉnh táo, là với những cái người đàn ông mà họ biết hy sinh và họ biết đặt cái cảm giác của mình lên hàng đầu, thì cho dù lúc mình xấu nhất họ cũng yêu, lúc mình đẹp nhất họ cũng yêu, mà đâu phải phụ nữ lúc nào cũng đẹp đâu, đàn ông cũng vậy thôi, đâu phải lúc nào cũng đẹp, nhưng mà hạnh phúc là tương đối thôi, không thể nào là trọn vẹn được. Nếu mà mình muốn lấy một người vừa đẹp trai, vừa giàu có, vừa thương yêu mình, thì cái đó nó chỉ có trong mơ thôi. Năm 2018 chị có ra mắt một MV mang tên Mãi Một Hình Dung. Vậy thì cái dự án âm nhạc của năm 2019 có điều gì đặc biệt? Sắp tới Nhung sẽ ra mắt album về nhạc Nhung đang thu và sắp hoàn thành xong, thì Nhung sẽ ra một cái đĩa than, đó là về chất liệu nhạc acoustic. Acoustic thì nó chỉ có guitar thùng thôi, và một giọng hát của Nhung và một cây guitar thùng. Nhiều người nói là nghe vậy có sẽ sợ bị chán hay không, nhưng mà Nhung nghĩ rằng là âm nhạc là hơi thở của cuộc sống. Khi mà mình truyền tải được cái hơi thở của mình và với cái tình cảm của mình ở trong những cái tác phẩm như thế, thì sẽ người nghe sẽ không cảm thấy nhàm chán. Sắp tới là 8/3 thì chị muốn gửi cái lời chúc đến cho các chị em phụ nữ. Nhung xin chúc cho tất cả mọi người có sức khỏe và có sắc đẹp. Mình ngắm mình xinh đẹp
thì chắc chắn là mọi người cũng thấy mình xinh đẹp và ai cũng là một cái vườn hoa đẹp. Và phụ nữ của mình, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam, là một vườn hoa đẹp. Cảm ơn chị Nhung và chúc chị sẽ có một chặng đường âm nhạc thành công hơn nữa và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.